Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm chiều ngày 9 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Chánh Thi, sinh năm 1991, 18 năm tù và phạt tiền 20 triệu đồng. Phan Mạnh Tường, sinh năm 1998, 15 năm tù và Lê Giang Quá, sinh năm 1995, 7 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Các bị cáo đều trú tại xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Theo cáo trạng, Thi là đối tượng nghiện ma túy. Để có tiền tiêu xài và ma túy sử dụng, từ khoảng giữa tháng 3 năm 2022 đến ngày 2 tháng 8 năm 2022, thì nhiều lần sang Campuchia mua ma túy đá, mỗi lần 50 gram đem về phân lẻ sử dụng và trực tiếp hoặc đưa Tường là cháu của Thi và Hóa bán lại cho nhiều người, mỗi lần một bọc ma túy với giá từ 200.000 đến 1,8 triệu đồng. Để thực hiện việc thanh toán tiền mua ma túy, thì mở tài khoản ngân hàng và nhờ Tường đứng tên tài khoản để người mua ma túy giao dịch chuyển tiền. Sau khi có người đặt mua ma túy, khoảng 16 giờ ngày 2 tháng 8 năm 2022, Thi sang Campuchia đánh bạc và liên hệ người mua 50 gram ma túy đá rồi đem về nhà ở xã Quốc Thái, huyện An Phú cất giấu. Sáng ngày 3 tháng 8 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang mời Thi làm việc và tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thi, phát hiện thu giữ 3 bọc ma túy đá trọng lượng hơn 1,9 gram và hơn 54,7 gram ma túy đá tại bụi chuối bên hông nhà mà Thi điện thoại kêu Tường ném bỏ trước đó nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng công an. Sau đó, Thi, Tường, Hóa bị khởi tố tạm giam để điều tra.